Báo công thương tao hỏi thiệt, tụi bay nhận được bao nhiêu tiền viết cái bài hạ bệ bà Nguyễn Phương Hằng vậy? Tụi bay nhận được bao nhiêu tiền để tụi bay viết cái bài chụp mũ bài hát Tôi và T30 của bà Nguyễn Phương Hằng vậy? Tao hỏi thiệt, tụi bay nhận được bao nhiêu tiền để tụi bay viết cái bài báo đó vậy? Tại sao những việc làm tốt của bà Nguyễn Phương Hằng tụi bay không viết lên mà tụi bay lại chụp mũ cái bài hát Tôi và T30? Tụi bay nhận được bao nhiêu tiền với cái bài báo đó vậy? Tụi bay quá bẩn tụi bay ơi. Tao nói thiệt luôn á. Báo công thương và những tờ báo khác, tụi bay có thù ghét gì bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Hay là do bà Nguyễn Phương Hằng không chi tiền cho tụi bay, cho nên tụi bay canh bà địch một cái là tụi bay hử? Tụi bay canh bà ỉa một cái, ỉa cục nào là tụi bay canh, tụi bay bay vô tụi bay lấm cục đó. Sao kỳ vậy tụi bay? Những việc làm tốt đẹp, những cái việc thiện nguyện nguyện của bà, tại sao tụi bay không viết lên? Sao lạ vậy tụi bay? Sao tụi bay khốn nạn vậy? Là tụi bay chơi, tụi bay khóa âm thanh, xóa âm thanh của tao là sao vậy tụi bay? Phải không? Tao nói đâu có sai đâu mà tụi bay xóa âm thanh tao. Cứ tụi bay canh bà Nguyễn Phương Hằng ỉa cục nào là bay vô tụi bay đớp cục đó. Tụi bay canh bà địch một cái là tụi bay vu vô hử. Cứ canh bà địch cái nào là tụi bay bè lũ bay vô hử 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 tụi bay. Canh bà ỉa cục nào ra là tụi bay bay vô lấm 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 như còn hơn là con cá tra nữa.